Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 17 tháng 10 năm 2017. Anton kính chào quý vị. Tổng thống Trump sẽ tới Đà Nẵng và Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh đứng 6 trên 10 đô thị nguy hiểm nhất thế giới. Án chung thân dành cho cựu đại biểu chạy vào Quốc hội. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Nhà Trắng hôm 16 tháng 10 đã công bố Tổng thống Donald Trump sẽ tới Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 11 tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump sẽ trình bày tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở và nhấn mạnh vai trò quan trọng mà khu vực này đóng góp vào việc thúc đẩy sự thịnh vượng về kinh tế của Hoa Kỳ. Sau đó, ông sẽ tới thủ đô Hà Nội thăm chính thức Việt Nam. Ông sẽ gặp Chủ tịch Trần Đại Quang và các lãnh đạo cấp cao khác của nước chủ nhà. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ hai của một nguyên thủ Mỹ trong vòng 2 năm. Tháng 5 năm ngoái, ông Barack Obama đã được người dân Việt Nam chào đón nồng nhiệt. Cuối tháng trước, Nhà Trắng thông báo rằng ngoài Việt Nam, Tổng thống Donald Trump sẽ tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines trong chuyến công du châu Á kéo dài từ ngày 3 tới 14 tháng 11. Chuyến công du này nhằm mục đích nhấn mạnh tới cam kết của ông đối với các mối quan hệ với đối tác và liên minh lâu bền của Hoa Kỳ. Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 6 trong số 10 đô thị nguy hiểm nhất thế giới theo một báo cáo của tạp chí The Economist. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thấp hơn Tehran và Manila, đứng trên Jakarta, Dhaka, Yangon và Karachi. So với bảng xếp hạng cách đây 2 năm, Thành phố Hồ Chí Minh bị tụt hạng 10 bậc. Về an ninh kỹ thuật số và an ninh cá nhân, Thành phố Hồ Chí Minh đứng lần lượt ở vị trí thứ 6 và thứ 8 trong nhóm 10 đô thị tồi nhất. Anh Hoàng Dũng ở Thành phố Hồ Chí Minh nói: "Tôi cảm thấy rằng đây là một thành phố đúng là nguy hiểm. Thứ nhất là về cái tỷ lệ tai nạn giao thông, gần như ngày nào thì tôi cũng có thể nhìn thấy những cái tai nạn giao thông. Những cái an ninh về mặt con người hay về mặt tài sản đấy là cũng không được đảm bảo, bởi vì thường xuyên xảy ra những cái vụ cướp ở trên đường hay là vụ trộm ở trong nhà mà thường xuyên là tôi chứng kiến thấy." Những người sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh còn lo lắng về các mối nguy do hạ tầng thiếu thốn hoặc xuống cấp. Những cái công trình xây dựng mà nó không được đảm bảo, như thỉnh thoảng là có sắt rơi xuống đường hay là những cái hố ga, thỉnh thoảng lại có bé là bị chui vào trong hố ga khi mà trời mưa đến ngập. Đặc biệt là cái việc ngập nước ở đường phố nó cũng là một cái nguồn nguy hiểm. Và một cái nữa tôi nghĩ là cần phải kể đến nữa là cái ô nhiễm không khí. Tôi ở đây là khoảng hơn 10 năm rồi thì tôi thấy là cái độ đục của bầu trời nó càng ngày nó càng trở nên nặng nề. Anh Dũng cho rằng các yếu tố kể trên làm cho nơi này không còn là thành phố đáng sống như trước đây. Trách nhiệm đã để thành phố rơi vào tình trạng hiện nay, theo anh Dũng, trước hết thuộc về chính quyền cả ở cấp thành phố lẫn cấp nhà nước. Cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga bị Tòa án Hà Nội tuyên án tù chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hôm 16 tháng 10, theo video trên Facebook của truyền hình Thông tấn. Bà Nga là cựu chủ tịch tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group. Tại tòa, bà Nga khẳng định không lừa đảo. Các luật sư bào chữa nói không đủ căn cứ kết tội bà Nga phạm tội lừa đảo và vụ án có dấu hiệu vi phạm tố tụng cần trả hồ sơ điều tra lại. Trong một phiên xét xử trước đây, bà Nga nói đã chi trả khoảng 30 tỷ đồng để chạy cho một ghế trong Quốc hội. Bà Nga hai lần xin được khai báo về việc này nhưng không được chủ tọa cho phép. Ông Nguyễn Đình Hà, từng ứng cử đại biểu Quốc hội, nói với VOA qua email rằng mọi lời khai của bà Nga về chuyện chạy ghế đều bị bưng bít. Ông đánh giá việc chạy ghế này thể hiện một sự bất minh, bất công đáng phải làm rõ, cần loại bỏ và nghiêm trị người phạm pháp để cho những kỳ bầu cử sau được minh bạch, công bằng và thực sự dân chủ hơn. Ông Hà cũng đặt ra nghi vấn liệu còn bao nhiêu vị đại biểu có ghế là do chạy nữa. Ông bình luận thêm rằng sự việc này cũng đặt một dấu hỏi lớn về tính dân chủ, quyền lực thực tế của người dân trong mỗi kỳ bầu cử, chưa nói đến là sự vận hành của toàn bộ cơ chế vận hành nền chính trị tại Việt Nam. Đến đây, mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Suốt tuần nay, xã Nam Phương Tiến và các xã vùng ven thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội chìm trong biển nước. Hiện tại, đã gần một tuần mà có gần 100 gia đình thuộc xã Nam Phương Tiến vẫn còn cô lập giữa biển nước. Có thể nói rằng, trận lụt do vỡ đê đã khiến cho người dân Nam Phương Tiến nói riêng và Chương Mỹ nói chung bị thiệt hại nặng nề. Trận lụt do vỡ đê mà theo một quan chức Hà Nội tuyên bố là vỡ đập có tính toán, có kế hoạch này đã làm hư hại nhà cửa và khiến cho người nông dân Chương Mỹ mất đường sống. Rất
nhiều lúa này, cá ao cá cũng mất nhiều này, câu thì không được mấy. Giờ là bao nhiêu nhà kia là ngập, khoảng mấy trăm nhà là riêng ở đây, với ở dưới xã Nam Phương Tiến, con người gọi là chung quanh là ngập hết luôn. Vỡ đê này nó dẫn đến là thiệt hại bao nhiêu lúa với hoa màu với kèm theo những gia súc gia cầm chết hàng loạt nhiều. Anh lấy về đi. Ở đây thì nhiều nhà gọi là những ao cá chưa thu được ít nào, mất khoảng mấy mẫu. Cho nên là nó thiệt hại nặng nề lắm. Bình thường là nó chan xong nó đến lúc không biết lúc là mấy giờ là nó bị vỡ đề, ôi giời, nó vào nhanh lắm. Lúc sáng là không đợi ấy gì đâu, thế mà đến trưa là ngập nhanh lên tận bậc hè này. Nó dâng nhanh lắm, nó lở mà đây. Trâu bò lợn gà bị chết do nước dâng quá nhanh, người dân không kịp trở tay, lúa gạo bị ướt, đồ gia dụng ngấm nước hư hỏng hoàn toàn, hoa màu và rau xanh bị hỏng hoàn toàn, nhà cửa hư hại nặng nề. Tất cả diễn ra trong phút chốc và gần một tuần sau, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong khi đó, gần một tuần trôi qua mà người dân vùng lụt vẫn chưa nhận được bất cứ lời động viên, xin lỗi nào từ phía chính quyền đã cho vỡ đê có kế hoạch. Có ai hỏi han gì đến đâu? Cái năm 2008 thì người ta còn đến cán bộ, người ta đến người ta hỏi thăm làm này, trả đến hôm qua với mang đến cho được thùng mì tôm với thùng nước. Con nước là cứ phải đi xin để ăn, thì con nước đâu ngập hết cả giếng. Có đến đâu? Thì đa phần là từ ao nó vỡ ra. Thế là dân ra đây câu xem. Đó, thứ nhất là cũng để tiêu khiển, hai nữa là cũng câu xem được con nào thì được thôi. Mấy hôm nay nó rút rồi thì vịt với gà là chả rốt được, nó cứ tản tác, nó đi mất đấy, con nó có ít đấy thôi. Lợn thì chuyển đi. Thế con thóc thì đầy trò lên trên hè này. Thế may quá nó không ngập, nếu mà nó ngập nhanh thì là ngập mất thì lại phải chuyển đi. Con cây cối đấy, ao cá mất hết. Chuồng ngàn, chuồng ấy là hỏng hết đấy, cây cảnh, các thứ ngập hết cả những cái nhà cùng bé này. Có thể nói rằng, với người dân chân Mỹ Hà Nội, đây là trận lụt lớn, bất ngờ, nước dâng quá nhanh và ngấm lâu nhất từ trước tới nay. Nhiều hecta lúa và hoa màu bị hư hại hoàn toàn, nhiều ao cá đang vào vụ thu hoạch bị trôi sạch, nhiều trâu bò, heo gà bị chết. Hiện tại, vẫn còn gần 100 gia đình ở Nam Phương Tiến chìm trong biển nước, bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Có thể nói rằng hiện nay, vấn đề vỡ đê, vỡ đập gây lũ lụt và chết chóc, nghèo đói đã trở thành đề tài nan giải của Việt Nam. Bởi nạn phá rừng, xây đập thủy điện vô tội vạ, không đảm bảo chất lượng, cộng với thời tiết ngày càng xấu đi, mối nguy lũ lụt luôn rình rập các tỉnh miền Trung và miền Bắc Việt Nam. Cũng giống như nhà nông khắp mọi miền đất nước, người nông dân ngoại thành Hà Nội đang đối diện với nguy cơ đất canh tác ngày càng thu hẹp, thổ nhưỡng ngày càng xấu đi, thời tiết ngày càng khắc nghiệt và rau nhập từ Trung Quốc đang đè bẹp rau Việt Nam trên thị trường Việt. Những người nông dân ở ngoại ô Hà Nội đang phải rất chật vật trước hàng loạt khó khăn thời bão giá. Nông sản Việt Nam mất chỗ đứng và quỹ đất ngày càng bị thu hẹp bởi các công trình bê tông. Việc trồng rau của họ hiện tại cũng chẳng khác mấy so với việc ra khơi của ngư dân. Tôi làm ruộng nông dân, giờ là đất hỏng, mới lại diện tích làm thì thu hẹp dần. Hai nữa là thu nhập của người nông dân chúng tôi là quá khổ. Về công việc, tiền thì không đủ. Đầu tư ra đồng là bỏ hết rồi, như chết hết, đất hỏng. Không có một cái gì để thu nhập cho nông dân, con người lao động cả. Khó khăn hơn mọi năm. Và là cũng do thời tiết, thiên tai gây lên. Còn như mọi năm thì là giống được, nhưng mà năm nay là khó khăn hơn. Cũng không biết là do về đất hay là do về thời tiết, nhưng mà năm nay là thời tiết là giống là hỏng nhiều. Thời tiết năm nay có những chuyển biến bất thường, mưa bão đến sớm hơn so với mọi năm, và lượng axit trong nước mưa cũng cao hơn. Điều này dẫn đến hệ quả là các vườn rau mặc dù đã được che chắn rất kỹ, nhưng chỉ sau một cơn mưa thì đã ngập ống, héo rũ, cho dù có xử lý kiểu gì cũng hư hỏng. Và thổ nhưỡng ngày càng cằn cỗi, người nông dân cũng phải dùng đến các loại phân hóa học để bổ sung. Điều này càng làm cho đất đai thêm cằn cỗi. Nhưng vì phải cạnh tranh với giá rau củ quả rẻ bèo nhập từ Trung Quốc, người nông dân buộc phải đôn vụ, tăng tốc độ phát triển cho cây bằng phân, thuốc hóa học. Không có thuốc men này. Còn rau không sạch thì là nó biểu con lánh thuốc vào thì nó bao giờ nó cũng có cái thuốc men vào là mình không dám ăn của rau không sạch đấy, là rau không sạch đấy. Đất dòng rau salad và đông dư và su hào và đỗ, cà tím, loại rau gì cũng có. Nước thì là từ bơm từ giếng mà bơm lên. Thế thôi.
Về thì thẩn dựa nợ của Trung Quốc nó nhập sang thì giá cả giá thành của người nông dân bán xuất làm rau thì không bằng cách đây cả chục năm. Nhưng mà về sau này bây giờ là giá quá rẻ mà đầu tư ra bán ra hoàn toàn là ra chợ đen là toàn bị lỗ. Đấy. Chứ còn nông dân chúng tôi làm ra mà bán thu nhập không có thị trường tiêu thụ cho người nông dân. Bởi vì chúng tôi quá vất vả về lao động như thế. Quỹ đất canh tác đang thu hẹp đến mức nhỏ nhất có thể. Đó là tình trạng chung mà người nông dân vùng ngoại ô Hà Nội đang đối mặt. Bên cạnh đó, nông sản Việt Nam luôn bị nông sản Trung Quốc cạnh tranh. Giá phân, giá thuốc tăng mạnh. Đây là nỗi khổ của nông dân vùng ngoại ô. Nhưng họ không thể bỏ đất hoang, mặc dù canh tác thì thua lỗ. Bởi nếu bỏ đất hoang, nhà nước sẽ thu hồi đất và chuyển thành đất xây dựng bán cho người khác. Canh tác chấp nhận thua lỗ như là một biện pháp duy trì quyền sử dụng đất. Nhưng không biết người nông dân sẽ duy trì quyền tối thiểu này được bao lâu nữa. Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Liên hiệp châu Âu vừa áp đặt thêm chế tài mới lên Triều Tiên nhằm trừng phạt nước này về chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Các ngoại trưởng trong khối EU ngày 16 tháng 10 nhất trí cấm toàn bộ các đầu tư của EU vào Triều Tiên, một biện pháp vượt hẳn những chế tài gần đây của Liên Hiệp Quốc. EU cũng cấm bán dầu và những sản phẩm xăng dầu tinh lọc cho Triều Tiên, một động thái phần lớn có tính cách biểu tượng nhằm khuyến khích các quốc gia có mối quan hệ thương mại nhiều hơn với Triều Tiên noi gương. Các bộ trưởng cũng cắt giảm lượng tiền có thể gửi về Triều Tiên từ 17.700 đô la xuống còn 5.900 đô la vì tin rằng số kiều hối gửi về Triều Tiên được sử dụng để hỗ trợ cho các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng. Công nhân Triều Tiên tại EU sẽ không được gia hạn giấy phép làm việc, trừ những người tị nạn và những người cần sự bảo vệ của quốc tế. Các chế tài này cũng kèm theo lệnh cấm du hành và phong tỏa tài sản của 3 giới chức cao cấp và 6 doanh nghiệp Triều Tiên. EU nói những bước trừng phạt mới được thực hiện vì mối đe dọa thường xuyên đối với hòa bình và ổn định quốc tế xuất phát từ chính phủ Triều Tiên. Bất chấp tranh cãi từ châu Âu và từ các nước tham gia ký thỏa thuận hạt nhân Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận này có thể bị kết thúc. Từ trụ sở EU ở Brussels hôm 16 tháng 10, đại diện ngoại giao EU bà Federica Mogherini một lần nữa khẳng định châu Âu vẫn hoàn toàn ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran, gọi tắt là JCPOA. Bà nói, loan báo của ông Trump tuần rồi xem như là một vấn đề chính trị nội địa. Liên hiệp châu Âu khuyến khích Mỹ duy trì cam kết với thỏa thuận JCPOA và cân nhắc những điều liên quan tới an ninh cho nước Mỹ, các đối tác và khu vực trước khi có thêm những bước kế tiếp. Dù EU bày tỏ quan ngại liên quan đến phi đạn đạn đạo và căng thẳng leo thang ở khu vực, nhưng châu Âu tái khẳng định cần phải giải quyết những vấn đề này bên ngoài hiệp ước JCPOA và bằng các thể thức thích hợp. Phát biểu tại cuộc họp nội các từ Tòa Bạch Ốc hôm 16 tháng 10, ông Trump nói, thỏa thuận hạt nhân Iran đang được xem xét hết sức cẩn trọng. Quý vị biết đấy, chúng tôi đang điều nghiên thỏa thuận hạt nhân Iran. Tôi nghĩ nhiều người đồng tình với chuyện tôi làm. Tôi có niềm tin mãnh liệt vào những gì tôi đã làm. Tôi chán cảnh đất nước này bị lợi dụng. Nói thật nhé, đất nước này đã bị lợi dụng trong rất nhiều năm, nhiều thập kỷ, và tôi chán nhìn thấy cảnh đó. Thỏa thuận hạt nhân Iran là điều tôi cảm thấy cần phải làm. Chúng ta sẽ thấy giai đoạn 2 ra sao. Giai đoạn 2 có thể là tích cực, có thể là hết sức tiêu cực, có thể là một sự kết thúc hoàn toàn. Khả năng đó hết sức xác thực, có thể nói là có rất nhiều khả năng như thế. Sau tuyên bố hôm thứ Sáu rằng sẽ không xác nhận thỏa thuận hạt nhân Iran nữa, Tổng thống Trump trao cho Quốc hội quyết định có nên hay không tái áp đặt các trừng phạt kinh tế với Iran vốn có từ trước khi Mỹ, châu Âu, Pháp, Đức, Anh, Nga và Trung Quốc đạt được thỏa thuận 2015 với Iran. Đại diện ngoại giao EU loan báo tháng sau sẽ tới Washington để thảo luận về quyết định của ông Trump. Châu Âu và các nước còn lại trong thỏa thuận không nước nào đồng ý với quan điểm phản đối của ông Trump. Dân sơ tán thuộc một số quận hạt ở California được phép trở về nhà. Lực lượng chữa cháy cho biết đã có bước đột phá trong công tác dập tắt các đám cháy rừng hoành hành tiểu bang này. Một phát ngôn nhân của Cơ quan Bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa cháy California ngày 15 tháng 10 cho biết một số đám cháy đã được khống chế trên dưới 60%. Số cư dân được lệnh sơ tán giảm từ gần 100.000 xuống còn 75.000 một ngày trước đó. Cô Christina Short, cư dân Napa, bang California cho biết, khi gió lùa về, lửa bốc cháy như một trận hỏa sóng thần, như một quả cầu lửa, gió rất mạnh. Còn Tammy, cư dân Santa Rosa, bang California cho biết, mỗi một người bạn của tôi sống gần đây, sống ở đây 29 năm trời,
đều trở thành vô gia cư. Không một người nào trong số đó tìm được chỗ ở, không người nào. Một trong những người bạn của chúng tôi sống ở cuối phố. Ông ấy 98 tuổi rồi, vợ 92 tuổi. Họ sống ở đây 60 năm rồi. Và bây giờ, họ lầm cảnh màn trời chiếu đất. Các đội cứu hỏa khắp tiểu bang vẫn đang vật lộn với cơn bão lửa. Số tử vong tính tới ngày 14 tháng 10 là ít nhất 40 người. Ít nhất có 16 đám cháy. Một mặt của vành đai lửa lan rộng 160 cây số vuông, phá hủy 5.700 nhà cửa và cơ sở kinh doanh. Những đợt gió Santa Ana khô và mạnh từ trên núi thổi xuống dịp cuối hè, đầu thu càng khiến cho lửa lan nhanh chóng. Hơn 9.000 người đang tham gia chữa cháy, kể cả nhân viên cứu hỏa địa phương và hàng ngàn tình nguyện viên đổ về khu vực này trong mấy ngày này. Vào ngày 14 tháng 10, chương trình tuần hành của người Mỹ gốc Đông Nam Á đã được tổ chức tại thủ đô Washington DC. Đây là một hoạt động thường xuyên của người nhập cư Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia, để bày tỏ nguyện vọng và kêu gọi cộng đồng nhận thức đúng về những đóng góp của người nhập cư đối với đời sống kinh tế xã hội Hoa Kỳ nói chung. Cuộc tuần hành năm nay đã có sự tham gia của hàng trăm bạn trẻ đến từ khắp các tiểu bang trên nước Mỹ. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Được bắt đầu từ khu tưởng niệm những cựu binh đã ngã xuống trong chiến tranh Việt Nam, chương trình tuần hành của hàng trăm bạn trẻ Đông Nam Á đã đi qua những khu vực tập trung đông du khách và người dân địa phương trong dịp cuối tuần ở khu quảng trường quốc gia trung tâm thành phố. Vừa đi, các bạn trẻ vừa giơ cao những khẩu hiệu kêu gọi đoàn kết, bình đẳng cho người tị nạn và nhập cư. Đoàn diễu hành cũng đã nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người trên hành trình đi qua những điểm du lịch được coi là biểu tượng của thủ đô Washington DC và nước Mỹ. Hiện nay có nhiều cái chính sách của chính phủ Hoa Kỳ từ giáo dục cho đến y tế nó làm ảnh hưởng rất là xấu đến nhiều người. Và trong đó có những người cộng đồng tị nạn Việt Nam của chúng ta ở đây. Cho nên là phải cần nói lên những cái tiếng nói trung thực để cho một chính quyền có thể mà sửa đổi. Chúng tôi có mặt ở đây vì năm nay là 42 năm ngày Sài Gòn bị Cộng sản chiếm đóng. Đó cũng là thời điểm mà những người tị nạn đầu tiên của Việt Nam và cả Campuchia và Lào đặt chân tới nước Mỹ. Và rõ ràng, chúng tôi ở đây để thể hiện tinh thần đoàn kết, để cùng nói với mọi người rằng chúng tôi ở đây để hàn gắn, để cùng nhau xây dựng nước Mỹ cho chính chúng tôi và cũng là cho cả những người tị nạn buộc phải rời khỏi quê hương của mình. Trên đường tuần hành qua khu quảng trường quốc gia, các bạn trẻ cũng đã dành một phút để thả những bông hoa giấy xuống mặt hồ trung tâm, dẫn vào khu tưởng niệm Tổng thống Abraham Lincoln. Những bông hoa giấy tượng trưng cho niềm tin và hy vọng của tuổi trẻ vào đất nước và cuộc sống. Chương trình tuần hành Đông Nam Á tại thủ đô Washington DC là một hoạt động hàng năm được các cộng đồng người Mỹ gốc Đông Nam Á, chủ yếu là Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia, đứng ra tổ chức kêu gọi quyền bình đẳng và tự do cho các cộng đồng nhập cư và người tị nạn trên khắp nước Mỹ. 27 năm trước, tôi từng là giám đốc trung tâm khai thác nguồn lực Đông Nam Á. Chúng tôi đã tiến hành việc tập hợp những lãnh đạo trẻ trong khu vực lại với nhau để cùng làm việc về một xã hội công bằng, dân chủ và pháp quyền. Tôi nhận thấy rằng, rõ ràng không thể lãng phí nguồn nhân lực này được. Những bạn trẻ đó rõ ràng sẽ có rất nhiều đóng góp cho nước Mỹ. Chương trình tuần hành được kết thúc tại khu tưởng niệm Martin Luther King với những bài chia sẻ về cuộc sống và kinh nghiệm cá nhân của các bạn trẻ người Mỹ gốc Đông Nam Á. Bên cạnh đó thì những lời kêu gọi đoàn kết cùng nhau làm việc về một tương lai bình đẳng cho người nhập cư cũng được đưa ra. Nhiều bó hoa tươi cũng đã được các bạn trẻ đặt dưới chân bức tượng của Martin Luther King trong dịp này như một sự tưởng nhớ, tri ân tới một trong những người đi đầu trong phong trào đấu tranh đòi tự do và quyền bình đẳng cho các sắc dân khác nhau trên khắp nước Mỹ. Cuộc tuần hành này nằm trong khuôn khổ tuần lễ hành động của người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương từ ngày 7 đến 14 tháng 10 với phương châm đứng dậy tranh đấu trước những bất công ảnh hưởng tới cộng đồng gốc Á, đặc biệt là về vấn đề sắc tộc, di dân, người tị nạn và quyền bình đẳng. Năng lượng mặt trời chắc chắn là làn sóng tương lai, nhưng thay vì có mái nhà lợp bằng pin năng lượng mặt trời, trong tương lai, cửa sổ nhà bạn có thể không những thu được năng lượng từ mặt trời mà còn giúp ngôi nhà tiết kiệm năng lượng. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Đây là ý tưởng sản xuất dựa vào một số công nghệ năng lượng mặt trời có thể thay đổi cách cửa sổ vận hành.
Và nếu tất cả chúng nằm phẳng, thì các phân tử nhuộm huỳnh quang sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trời và chuyển tới các cạnh của kính. Và nếu có tấm pin mặt trời ở các cạnh kính, thì ta có thể dùng nó tạo ra điện. Và nếu bật nguồn, các phân tử nhuộm huỳnh quang sẽ đứng thẳng, giống như tinh thể lỏng, và nó sẽ để ánh sáng mặt trời đi qua nguyên vẹn. Vào mùa hè, tấm kính này sẽ chặn các tia cực tím có hại và cũng ngăn không cho nhiệt bức xạ vào nhà, như rèm cửa vậy. Vào mùa đông, kính trở nên trong suốt và cho ánh nắng vào làm ấm nhà. Nhưng chúng cũng có thể có tác dụng như các tấm pin mặt trời. Đây là một thiết bị hội tụ năng lượng mặt trời phát quang, một tấm nhựa có chứa phân tử nhuộm huỳnh quang rất sáng. Ta có thể sử dụng các thiết bị này để thay thế các tấm pin mặt trời bằng silicon thông thường. Nhờ đó sẽ dễ dàng gắn vào các tòa nhà và các tấm cách âm hay tại các bến xe buýt. Ý tưởng là bất kỳ tấm kính nào trong tương lai sẽ không chỉ bảo vệ bạn khỏi tác động của môi trường, mà còn là các tấm pin mặt trời trong suốt. Theo hiểu biết của chúng tôi thì tới thời điểm này, các cửa sổ làm bằng chất liệu pha lê lỏng là giải pháp duy nhất duy trì được độ trong suốt như vậy. Chúng tôi không làm ảnh hưởng đến ánh sáng nhìn thấy. Nhóm nghiên cứu Hà Lan thừa nhận rằng dù không hoạt động tốt như các tấm pin mặt trời thông thường, nhưng có chúng còn hơn không, đặc biệt là tại những nơi không có nhiều ánh sáng mặt trời trực tiếp. Tại nơi nào có diện tích hẹp, kín nhưng có khả năng tiếp cận nhiều ánh sáng mặt trời, bạn sẽ cần sử dụng tấm pin mặt trời bằng silicon. Chúng hiện có hiệu quả nhất, nhưng tại những nơi khác, ví dụ như ở một khu vực có bóng râm hoặc ở bức tường phía bắc một tòa nhà hoặc nơi có nhiều người qua lại, tấm kính này có thể có tác dụng. Nhóm nghiên cứu cho biết họ đang làm việc với các đối tác để đưa sản phẩm này ra thị trường. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Đầu tiên là chương trình học tiếng Anh cơ bản Let's Learn English. Các giáo viên dạy tiếng Anh Mỹ đã soạn thảo khóa học này cho những người mới bắt đầu. Khóa học sẽ kéo dài trong 52 tuần. Mỗi tuần sẽ có một bài học mới cho thấy cuộc sống của giới trẻ Mỹ. Bài học giúp trau dồi kỹ năng nói, viết và từ vựng. Ngoài ra, VOA cũng sẽ có các bài thực hành có thể in ra, bảng đánh giá và kế hoạch học tập cho cá nhân và giáo viên dạy tiếng Anh. Xin tìm hiểu thêm chi tiết trên trang web của VOA tại voatiengviet.com. Hi there, sports fans. Baseball is America's sport. Today, I am going to Nationals Park. It is home to Washington, D.C.'s baseball team, the Washington Nationals. Hi, Jonathan. Hi, Anna. Where are you going? I am taking a bus to a Nationals baseball game. Don't take the bus. A taxi is faster than a bus. Oh, good idea. You know, I love baseball. Well, that's great. Have fun. In fact, I wanted to be a baseball player. Is this one of your memories? I'm really busy. This won't take long. I can see it now. I am at home plate. I wait for the pitch. The ball comes. I swing. It's a hit. I run to first base, second base, third base, then home plate. It's a home run! The crowd cheers! Woo! You really love baseball. Have fun at the game, Anna. Thanks, Jonathan. Taxi! Don't take the bus. A taxi is faster than a bus. Anna? Hi, Ashley. Where are you going? I am going to see a Nationals baseball game. What time is the game? 7:00. Do you have a ticket? No, not yet. Anna, you should go a lot earlier than 7:00. That is why I'm taking a taxi. Taxi! Anna, that is not a good idea.
A bicycle is faster than a taxi. Oh, Ashley. Ashley, Ashley, Ashley. A car is faster than your bicycle. In DC traffic, sometimes a bicycle is faster than a car. And right now, there is a lot of traffic. Good point. But I don't have a bicycle. Okay, Anna, you can use my bicycle. Thanks! Oh! I really want to learn how to ride one! Well, what do you mean, learn how to ride a bike? Oh, Anna! Anna! You know, Anna, the metro is faster than a taxi and a bicycle. You ought to take the metro. It's that way. Good idea. Okay. See you later. Bye, Anna. Bye. You should go a lot earlier than 7 o'clock. Metro was a lot faster than a bus, taxi, or bike. And now, I'm at National Park. Look at all these fans. So many people like to watch baseball. There's the ticket window. What? The tickets are sold out! No! No! But I really want to watch a baseball game. Does anybody have an extra ticket? Next time, you should buy your ticket online. Thanks. Thanks a lot. It is good advice. Being early is better than being late. Until next time. Welcome to the Voice of America's News Words. An old photograph was bought for less than $2 in Fresno, California. It is worth much more. Holy Grail. This iconic portrait of Billy the Kid is known to Wild West fans at home and abroad, but now experts say this photo from the summer of 1878 was taken 2 years before. It's the Holy Grail of not just Western photography, it's the Holy Grail of photography. It is the rarest photograph in the world. A Holy Grail is something that is very important and desired, but difficult to get. Now, when you hear the words Holy Grail, you will know what these news words mean. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa3làmbao@gmail.com. Anton xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.